Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành hoàn toàn chương trình phiên họp, trong đó xem xét cho ý kiến 6 nội dung và thông qua một nghị quyết về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần xem xét quyết định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm chất lượng, sớm gửi tài liệu đến các đại biểu Quốc hội.